test nhẹ con em quay năm tư nha ha. Nhẹ nhàng lên đầu vũ xe liền nha anh em. Đề ba nhẹ phát năm tư nè. Rồi xin chào anh em quay Infa nha. Xe này mình làm gốc bình là bài 54 Touring ha. Xe này thì sắp cái nhông dĩa là để đâm hậu nha. Đó thì chủ xe là 52 T2 ha. Đó gốc bình thì làm 54 này là làm phun nguyên cục máy mới nha. Đó, gen thay gen mới nè. Đầu lòng là zin 54 nha. Lóc máy mới chủ xe đi zin lớn chủ xe nha. Bên biết rồi nha. Đầu lòng mình làm là đầu lòng 54 đồ chơi. Đó thì bình xăng là 150 nha. Bình xăng 150. Cái phần này là mình đã đi cái phần mở cổ bô với lại là móc bô thoáng theo bài nha. Đó thì nhông xin dĩa là mình sắp cho chủ xe là 14-34 nha, giảm 2 răng cho chủ xe. Đó thì xe này thì lực là máy lên là mát tua nha. Anti nổ là em diễn cho chủ xe. Đó em diễn nha. Mình đã rô đai trong chủ xe rồi. Xe này thì chủ xe sẽ đi phượt Tết nha. Mình sẽ lên nó ra để cho anh em cảm nhận luôn. Xe này 54 rất đâm nha. Đâm rất là sâu ha. Đó, hậu lên là bao là dê xe của anh em liền nha. Đó, đâm quá sâu luôn. Máy lên là quá lực ha. Xe này lên tua là quá ngon ha. Ga cuối là mát tua nha. Không có sợ là thảm tua nha. Lên là mát tua cho anh em liền. Quá đã luôn. Đó, thì anh em mà muốn làm 54 thì ghé bên Độ Xe Việt Nam. Cái hàng là tư vấn và làm cho anh em vừa ý nha. Rồi cảm ơn anh em TikToker. Rồi mình test nhẹ con em quay 54 nha ha. Nhẹ nhàng lên đầu vũ xe liền nha anh em. Đề ba nhẹ phát 54 nè. Hậu ba đâm. Xe này thì lên rất là nhanh và hậu là đâm dê xe nha. Mát tua cho anh em luôn. Đó. Rất là nhẹ ha. Đó. Rồi, ok anh em ha. Có mình 54 Touring nha. Xe này lên là có lực cho anh em liền. Rồi, cảm ơn anh em. Đồ xe Việt Nam nha.